Đây là đâu? Hôm nay mình sẽ vô thế giới sinh tồn nha anh em. Trước khi bắt đầu video này nhớ cho mình một nút like và một nút subscribe và mình sẽ đánh con bò này. Đấy, đầu tiên mình sẽ đánh con bò trong thế giới này để mình kiếm ăn. Đấy, giờ mình sẽ đi chặt gỗ. Có cây hả? Chặt. Đấy. We'll be right back.
Giờ mình sẽ chơi chọc tổ ong này. Mày bá vô, bá vô, bá vô. Mày tao mới có vũ khí mới test thử với mày. Mày á đù ghê, đù má ghê. Snipe. Rồi má trời tối lại lẹ lên coi cho tao đi ngủ. Địt con mè cuộc đời. Lấy miếng thịt cái. Ôi trời ơi. Đào ra lụm về chứ rồi tới nơi đi. Má chị sao chưa ngủ được, má chị tối lâu thế. Dựng cái liều sẵn lộn dựng cái giường sẵn rồi mà. Đây ngủ được rồi. Rồi đi. Đấy, ui có cây à. À chắc luôn mẹ đi. Nhìn nó quá là chứ mắt. Mình đã sắc cái gì rồi. Ôi giờ mình sẽ chặt ra gỗ má là rồi xong rồi rồi giờ mình sẽ thử đào xuống kiếm một cái hang này đấy. Đúng rồi, đào thẳng thì nó tới hang hoặc là tới lava. Thế giờ lấy đá ra. Rò đi. Đã lấy đá ra rồi, rò đi thôi. Kiếm xung quanh coi có ít khoáng sản không. Trong hang đéo có cái vật này. Mấy hang này ảo ma Canada ăn ba tô cơm ấy. Ui giời ơi. Á đù, cái to nữa, không đéo cần đâu. Má, cái đù. Ui trên kia mình thấy cái đéo gì. Sao sáng gì. Lên. Ôi cái đéo vậy. Ui kim cương. Ui không có thằng nào hết. Tôi đọc. What the fuck.